hiểu biết đa dạng về các môn võ thuật, thể dục thể thao và nghệ thuật sẽ giúp học sinh có sự lựa chọn môn sinh hoạt câu lạc bộ chuyên sâu phù hợp với thể chất và sở thích của mình. Bởi lý do đó, trường Ngọc Viễn Đông đã phối hợp với câu lạc bộ Võ Việt Nam quận 12 giới thiệu về bộ môn võ thuật này. Bên cạnh rèn luyện cho các môn sinh sức mạnh, nhanh, bền, Võ Việt Nam Việt Võ Đạo còn có 21 đoàn kẹp gỗ mang tính nghệ thuật cao, nên các môn sinh rèn luyện được sự dễ dàng, mềm mại. Tại buổi biểu diễn giới thiệu, các võ sinh câu lạc bộ Võ Việt Nam quận 12 đã biểu diễn các đồn chân này một cách thuần thục và đẹp mắt, mang lại sự phấn khích, thích thú cho toàn thể học sinh nhà trường. Dành cho phái mạnh, võ thuật còn mang lại cho phái yếu năng lực tự vệ trước sự tấn công của những kẻ vô lương. Tại buổi biểu diễn, các võ sinh đã giới thiệu bài Long Hổ Quyền và 12 đòn tự vệ hiệu quả dành cho nữ giới, trong đó có 6 đòn chân đẹp mắt. Buổi biểu diễn mang lại cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông những hiểu biết tường minh hơn về Võ Việt Nam. Tất cả học sinh đều tỏ ra rất hứng thú và mãn nguyện về một tiết học ngoại khóa bổ ích. Thay mặt nhà trường, thầy hiệu trưởng Võ Thanh Văn đã gửi lời cảm ơn đến toàn thể võ sinh, võ sư Huỳnh Ngọc Võ và huấn luyện viên Bích Trâm. Qua phát biểu, thầy khẳng định Võ Việt Nam có thể xem là môn quốc võ được nhà nước đưa vào hệ thống thi đấu chính thức và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào trường học. Do đó, nhà trường quyết định mở câu lạc bộ Võ Việt Nam tại trường để học sinh có thể lựa chọn theo sở thích.